SCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Một cầu thủ của trong đội bóng mình mà được các những đội câu lạc bộ mà ở châu Á để ý như thế thì tôi nghĩ đây là một cái là điều đáng mừng cho câu lạc bộ. Tôi cũng nghĩ đấy là một cái điều rất là đáng mừng cho Hoàng Đức. Lo thì cũng lo lắng một phần nhưng mà cũng phải nghĩ đến tương lai của Hoàng Đức. Cải thiện lên vấn đề lớn nhất tôi nghĩ của Hoàng Đức năm nay là cái vấn đề khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Thể lực, cái thể trạng của bạn ấy đã cải thiện rất là nhiều trong hai trận đấu vừa qua khi đá với Ả Rập Úc. Thì các bạn thấy là Hoàng Đức là tôi nghĩ là trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong hai cái trận đấu đấy. Mà thi đấu với cả hai đối thủ mạnh như thế mà Hoàng Đức thi đấu nó tốt như thế thì tôi thấy là cái vấn đề mà cải thiện rất lớn của Hoàng Đức ở mùa giải năm nay. Chúng ta đưa cầu thủ ra nước ngoài thì cầu thủ đó phải được thi đấu. Vì có thi đấu thì cầu thủ với thể hiện được chính cái bản thân, cái năng lực của mình. Và chúng ta để cầu thủ khi nào đủ điều kiện, đủ yếu tố thì lúc đấy chúng ta cho phép các cầu thủ chúng ta được phép đi ra thi đấu. Và tốt nhất đấy là cái cách tốt nhất để cầu thủ chúng ta trưởng thành.